Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 10 Âm thanh và sự truyền âm thanh. Vở bài tập môn khoa học lớp 4, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ thì các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 30 nào. Ta sẽ cùng đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu là khoanh vào chữ cái trước cái phát biểu đúng. Lưu ý ở đây thì yêu cầu là gì? Phát biểu nào mà đúng nha các em. Rồi, âm thanh càng truyền đi xa thì càng to lên. Như vậy, đây là phát biểu đúng hay sai các em? Sai đúng nào? Đấy, chỉ cần chúng ta gọi nhau, tên nhau đó, thì nếu mà ở gần thì chúng ta nghe rất là rõ. Nhưng mà ở xa thì nghe rõ không? Không, đúng nào? Đó. Rồi, câu B này. Âm thanh truyền qua chất khí thì tốt nhất. Như vậy âm thanh truyền qua chất nào thì tốt nhất nhỉ? À, âm thanh á, truyền ra chất gì? Chất rắn thì nhanh hơn là chất lỏng. Và chất lỏng thì lại nhanh hơn chất gì? Chất khí nhá. Như vậy thì âm thanh mà truyền trong chất lỏng mới là tốt nhất nha các em. Rồi câu C. Âm thanh truyền qua chất rắn kém hơn truyền qua chất lỏng. À, phần này thầy vừa nói rồi. Câu D nè, các vật phát ra âm thanh đều rung động. Đúng không? Đấy, chẳng hạn như cái trống ở trường em. Khi mà chúng ta nghe bác bảo vệ hay là gì giám thị đánh trống thì chúng ta sẽ thấy nó rung gì? Rung động, đúng không nào? Đúng chưa? Đấy, vậy thì các vật mà phát ra âm thanh thì nó đều rung động nhé. Ok, rồi sang bài 2. Hình ảnh dưới mô tả một thí nghiệm mà bạn Minh đã thực hiện để tìm hiểu âm thanh truyền đi như thế nào. Rồi, các em quan sát ở đây này. Hình A là bạn Minh, bạn ấy bật cái máy nghe nhạc lên. Đúng không? Bạn ngồi nghe nhạc này. Rồi, tiếp theo này. Cũng cái vị trí đó, cũng cái máy đó, âm thanh đó. Nhưng bạn này áp cái túi nước vào tai. Đó. Và thứ ba thì bạn lại áp một cái miếng gỗ vào tai để bạn nghe nhạc. Như vậy đây là ba cái thí nghiệm mà bạn Minh bạn ấy thực hiện. Đúng nào? Bây giờ ta hỏi cái gì? Bạn Minh có nghe được tiếng nhạc trong các trường hợp trên không? Và chúng mình giải thích cho vì sao. Đó, như vậy thì cái phần này quá là dễ dàng rồi đúng không? Như vậy ở cả ba cái trường hợp này thì bạn Minh nghe được hết không? Nghe được hết đúng không? Đó. Như vậy ta trả lời là gì? Bạn Minh có nghe được tiếng nhạc đúng không nào? Đấy, trong các trường hợp trên. Đấy, trong các cái trường hợp trên. Đúng chưa nào? Và chúng ta phải giải thích cho vì sao? Vì là âm thanh á, truyền qua được chất gì? Chất lỏng. Âm thanh vẫn là truyền qua được chất lỏng. Hình A thì khỏi nói rồi đúng không? Chất lỏng khi bạn áp cái túi nước đúng không? Đúng chưa nào? Đây chính là hình B. Và chất gì? Và chất rắn. Chất rắn ở đây là hình nào? Hình C đúng không nào? Đấy, như vậy thì bạn Minh vẫn nghe được. Ok. Câu B nhé. Tiếng nhạc đã truyền qua những chất nào đến tai bạn Minh? Wow. Thầy vừa mới làm xong đúng không nào? Vậy thì tiếng nhạc truyền qua này. Hình A đầu tiên là chúng ta thấy có chất gì nhỉ? Đấy, hình A thì tiếng nhạc truyền qua là chất gì? À, hình A là chất khí, đúng không nào? Đó, bạn nghe ở trong môi trường không khí, đúng chưa? Rồi, bây giờ đến hình gì? Hình B. Hình B thì mình lại thấy ở môi trường nào? Chất lỏng, được chưa? Rồi, và hình C là chất gì? Chất rắn, được chưa nào? Đấy. Như vậy chúng ta
điền nó vào nhé. Hình C là chất rắn O văn kê. Rồi câu C, bạn Minh đi ra xa bàn thì nghe được tiếng nhạc càng to hơn hay nhỏ đi? Và chúng ta giải thích cho vì sao. Đấy, như vừa nãy thầy đã giải thích ngay ở câu đầu tiên đúng không nào? Thì chắc chắn là gì? Âm thanh nó sẽ càng xa thì nó sẽ càng nhỏ đúng không nào? Bạn Minh đi ra xa cái bàn á thì nghe được cái tiếng nhạc như nào càng nhỏ, đúng chưa nào? Đấy, vì khi mà di chuyển á, khi di chuyển ra xa, khi di chuyển ra xa thì cái nguồn âm thanh như nào? À, nguồn âm thanh sẽ như nào? Nhỏ đi. Được chưa nào? Đó. Rồi nhá. Sang bài số 3. Số 3 này. Vì sao khi nói thầm với bạn, em nói nhỏ bạn vẫn nghe thấy, còn khi gọi bạn ở xa em cần nói to? Như vậy câu này nó liên quan tới cái gì? Tới cái khoảng cách đấy các em, đúng không? Đó, bởi vì sao nhỉ? Bởi vì khi mà nói thầm với bạn, khi nói thầm với bạn, khi nói thầm với bạn thì cái khoảng cách như nào? Ở gần em đúng không nào? Khi nói thầm với bạn thì cái khoảng cách là bạn và em như nào? Gần nhau, đúng chưa? Đó. Nên là gì? Vẫn nghe thấy. Đấy, các em ghi ra cho rõ đúng không nào? Đấy, còn xuống dòng nhá. Còn khi mà gì? Khi gọi bạn ở xa. Đấy, khi mà gọi bạn ở xa thì cái khoảng cách như nào? Khoảng cách giữa em và bạn xa nhau, đúng không? Nên là phải làm sao? Nên là phải nói to hơn, đúng chưa nào? Đấy, phải nói to hơn. Ok không? Đấy thì âm thanh mới chuyển tới được. Ok. Rồi sang bài 4 nào. Các bạn thảo luận để lựa chọn việc là lựa chọn các vật làm điện thoại dây như hình dưới. Tức là các bạn sẽ lựa chọn là gì? Những cái vật để làm cái điện thoại bằng dây. Đấy, chẳng hạn như mỗi người sẽ cầm một cái đầu đúng không nào? Một người nói và một người nghe nè. Được chưa? Rồi. Bạn Minh thì chọn hai vỏ lon bằng thiếc và dây thép dài 150 cm. Bạn Bình thì chọn hai hộp bằng bìa và dây nhựa dài 150 cm. Bạn Hoa thì chọn giống bạn Minh nhưng mà dây thì dài 100 thôi. Tức là bạn Hoa là cũng chọn hai vỏ lon và dây, nhưng mà dây của bạn Hoa chọn đây này là có bao nhiêu? 100 cm. Còn bạn này chọn bao nhiêu? 150 cm. Cách chọn dụng cụ của bạn nào sẽ làm được điện thoại dây nghe rõ hơn? Và giải thích cho vì sao. Như vậy thì các em biết rồi, âm thanh mà truyền thì càng gần thì càng như nào nhỉ? Càng rõ đúng không nào? Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ trả lời được ngay đúng không? Cách chọn của cái bạn gì? Bạn Hoa. Đúng không? Sẽ làm gì? Làm được, dựa theo câu hỏi,
làm được cái điện thoại dây nghe rõ hơn, đúng chưa nào? Đó, bây giờ chúng ta mới giải thích cho vì sao. Vì là cái âm thanh, vì cái âm thanh á, truyền như nào đây? À, truyền tốt nhất qua chất gì? À, âm thanh sẽ truyền tốt nhất qua chất rắn. Được chưa? Đó. Mà ở đây thì chúng ta giải thích thêm á. Giải thích thêm này này gì? Bản hoa á. Bản ấy cũng đã chọn là gì? Vỏ lon thì bằng thiếc, nó là chất rắn, đúng không nào? Đấy, bằng thiếc và dây thép đều là gì? Đều là chất rắn. Đó, đều là chất rắn nhá. Nhưng mà khác cái bản gì? Bản minh á, nhưng sẽ rõ hơn cái bản minh là cái đoạn dây này này. Đoạn dây này nó sẽ làm sao? Ngắn hơn. Đấy. Ngắn hơn thì truyền âm nó sẽ làm sao? Truyền âm sẽ rõ hơn. Ok chưa? Đấy, như vậy thì ở đây bản minh thì bạn ấy chọn là 150 cm, nhưng bản hoa này này chỉ có 100 thôi, nên nó sẽ rõ hơn nhá. Ok. Rồi, chúng mình sẽ đến cái bài số 5. Người ta cho các cái cụm từ là âm thanh, chất rắn, chất lỏng, chất khí, ở xa, rung động để điền vào chỗ chấm trong các cái câu sau. Như vậy ở đây người ta không cho như những cái bài trước là gì? Mỗi một cái từ này có thể dùng nhiều lần, mà mỗi từ này chúng ta chỉ được dùng mấy? Một lần thôi, đúng không nào? Rồi chúng ta sẽ đến đọc nào. Các vật phát ra âm thanh đều gì? À, đều rung động, đúng không nào? Đấy. Các vật mà phát ra âm thanh đều rung động. Rồi, âm thanh có thể truyền qua chất gì? À, chất rắn này. Ta lần lượt lấy thôi. Chất rắn này. Có thể truyền qua chất rắn này. Tiếp theo đến chất lỏng này. Chất rắn này, chất lỏng này. Rồi chất gì? Chất khí, đúng không? Đấy. Âm thanh có thể truyền qua chất lỏng, chất rắn, chất khí. Khi ở gần nguồn âm sẽ nghe thấy như nào? Rõ hơn, đúng không? Nguồn âm sẽ nghe thấy. À, ở đây nguồn âm sẽ nghe thấy, không có chữ 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 rõ nhỉ? Nghe thấy âm thanh nha. Đây sẽ là nghe thấy âm thanh là to hơn, đúng không? Gần thì chúng ta sẽ nghe thấy âm thanh to hơn. Khi gì? À, khi ở xa cái nguồn âm. Biết chưa nào? Đó, như vậy đến đây chúng mình đã hoàn thành được cái bài này nhé. Đừng quên là chia sẻ kênh và video cho các bạn. Bye bye.